Cùng với các hoạt động xuất nhập khẩu thì việc thông quan hàng hóa vẫn đang được đảm bảo cho các đơn hàng dịp Tết tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu. Với tinh thần hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, các chi cục Hải quan Bình Dương phân công bố trí cán bộ công chức trực giải quyết thủ tục thông quan xuyên suốt trong những ngày Tết. Cụ thể tại trụ sở Cục Hải quan Bình Dương và các chi cục trực thuộc luôn bố trí công chức tại các khâu thủ tục trực giải quyết thủ tục. Các ca trực thực hiện nghiêm chế độ báo cáo ngày để lãnh đạo cục nắm được tình hình hoạt động cũng như kịp thời có những chỉ đạo giải quyết khi khó khăn vướng mắc phát sinh, đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp được thông suốt. Mặc dù vào đúng dịp nghỉ Tết, nhưng một số doanh nghiệp vẫn có nhu cầu xuất khẩu và nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất trong những ngày nghỉ Tết do có các đơn hàng xuất khẩu cần phải hoàn thành, do đó cũng phải liên tục mở tờ khai hải quan cán bộ nhân viên phải làm việc đảm bảo công tác tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong 3 ngày 29, 30, mùng 1 Tết, Cục Hải quan Bình Dương đã làm thủ tục thông quan hàng hóa 7 doanh nghiệp. Tổng số tờ khai đăng ký là 54 tờ khai, kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 4,5 triệu đô la Mỹ. Năm 2024, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Hội đồng Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là 16.800 tỷ đồng. Dự báo trong năm 2024, tình hình kinh tế thế giới cũng sẽ tiếp tục là một năm nhiều khó khăn đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan, triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của ngành hải quan, đề án 06 của tỉnh ủy, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong thông quan hàng hóa, cố gắng thực hiện tốt nhất nhiệm vụ để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao